Hello em nhé, hôm nay mình có cái video thử nghiệm về việc ép cá beta lần đầu tiên của mình ép. Mình đã tham khảo rất nhiều video trên mạng rồi. Đây cũng là lần đầu tiên mình thử ép một cặp Nemo Ganassi nhé. Mình ép từ chiều hôm qua rồi. Đã thấy nhả bọt từ chiều hôm qua, chưa biết đẻ hay chưa. Hôm nay mình sẽ thử kiểm tra nào nha. Đây, chuẩn bị sẵn nếu con cái đẻ thì mình sẽ để sang bên này. Đây, thử kiểm tra nào nhé. Xem cái tổ bọt kìa. Không thấy cá đâu. Thử kiểm tra nào. Chưa biết đẻ chưa anh em? Để xem thử nào. Mái nhìn bụng có vẻ cũng xẹp xẹp rồi à, không, bụng vẫn to lắm. Trống mái bụng đều không đo, chứng tỏ nó chưa ăn trứng. Nhìn qua tàu bọt thì chưa thấy trứng em ạ. Thử đặt lên kiểm tra nào. Hôm nay có trứng anh em ạ. Bụng con mái có vẻ vẫn còn ít trứng như vậy. Mình vẫn khá là to. Ok. Mình sẽ để đây là kiểm tra lại nhá. Đây. Sau khoảng vài tiếng thì mình sẽ kiểm tra lại em nhé. Con mái bụng có vẻ xẹp rồi này. Ủa nó có trứng nha các bạn. Lúc mình sáng mình mở giờ này khoảng 3 tiếng, giờ là buổi trưa nha. Con mái nào một góc này được con đuổi là chắc là xong rồi đấy. Đấy các bạn có nhìn thấy trứng không? Trứng màu trắng trắng đục đục trong. Rồi, bây giờ mình sẽ tách cái mái này ra nha, để cho được nó chăm trứng. Okay. Mình đã để sẵn cái keo rồi. Keo này chỉ có nước đá bàn thôi. Đây, mình đã tách cái mái rồi. Bụng xẹp lép luôn. Rồi. Mình sẽ để em được chăm trứng đây nha. Hello anh em nhé, đây là sau 3 ngày từ khi cá nó đẻ trứng. Mình sẽ quay thử xem cá nở chưa nha. Đây, con cá mái thì hôm trước mình để con keo kia, hôm nay đang để tạm trong cái thùng này. Khá là thích chỗ rộng rãi này. Ok. Nào, hãy thử kiểm tra xem cá được ấp trứng thế nào nha. Đây. Cá nở nha các bạn. À, khá là nhiều luôn đấy. Đây, nhiều chưa? Đấy. Lần ép cá đầu tiên cũng khá là thành công. Hôm trước mình có cho cá ăn thì mình thấy khá là ít trứng. Mình tưởng là trứng bị hỏng nữa cơ. Không ngờ hôm nay nở cũng nhiều thật. Số lượng cũng khá khá anh em ạ. Nên cá đang nằm này. Cá của mình chắc vẫn chưa biết bơi rồi. À không, có mấy con biết bơi ngang thì nó nổi mặt nước này. Bơi trên mặt nước này. Còn những con nằm ở dưới thì mình không biết nào. Cũng khá là nhiều đấy. Cũng chắc khoảng trên 100 con, vài trăm con. Ok.
Đấy. Rồi, cứ để cá đực vậy là sau 3 ngày thì cứ để cá đực chăm đi. Thì sau khoảng 1 đến 2 ngày nữa thì mình sẽ bắt đầu cho các con ăn nha. Để cho các con nó cứng hơn chút. Rồi, thì mình sẽ tiến hành ấp Artemia nha. Ấp Artemia cho các con ăn. Rồi cứ đậy nó lại để nó được chăm con nhé. Này, cá mái đây. Cá mái thì mấy nay dưỡng lại thì có vẻ khá là ổn rồi. Đây, mình cho nó ăn này. Mình cho ăn trùng huyết nha các bạn. Mình sẽ giờ mình sẽ ấp cách ấp sử dụng cách ấp là Artemia ấp không cần oxy cho các bạn xem nhé. Đây, bây giờ mình sẽ thử nghiệm cách ấp Artemia không cần oxy nhé các bạn. Nên mình có một cái ly nước này, muối này, sẽ để tan muối lên. Sau khi đã đánh tan muối trong cái ni này thì mình sẽ cho Artemia vào. Rồi một chút. Cho nước nó hết. Ok. Artemia vào. Cái ấp này thì cứ để nó nổi trên bề mặt này thôi nha các bạn, nha anh em. Đấy. Mình sẽ đợi khoảng 24 giờ nữa cho Artemia ở đấy mà cho cá ăn. Cứ tiến hành như thế, mỗi lần cho cá ăn mình sẽ ấp mẻ mới. Thì mình sẽ luôn có sẵn Artemia cho cá ăn nha. Okay. Còn 24. Đây. Này là PSB. Mình sẽ bổ sung thêm chút PSB cho cái hồ ngoài trời này. Và lúc cho cá ăn thì mình sẽ cũng cho thêm một ít PSB nha. Nó sẽ làm phân hủy cái thức ăn thừa của cá trong đây. Đấy. Lượng nhỏ vào nó. Mình cho nó nút PSB đây. Đây, thế sẽ ổn rồi. Ngày thứ ba sau khi cá nở nha anh em. Nha, cá của mình bơi khá tốt rồi. Rồi những miếng này bỏ ra nha. Không có tác dụng rồi. Mình ép cá thần thánh. Tổ bọt vẫn nhiều quá. Rồi. Mình sẽ cho cá ăn Artemia. Đây Artemia vẫn ấp của mình hôm qua đây. Đấy, nở rất là nhiều nha. Phần này nghĩ sẽ đủ cho cá ăn rồi. Mình sẽ tiến hành vớt Artemia nha. Artemia này nuôi nước mặn nên là mình phải trắng lại bằng nước ngọt nha. Cá con ăn quá nhiều nước mặn thì cá
các con sẽ chết mất. Đây là Atomia mình đã lọc rồi các bạn. Mình sẽ tráng lại qua nước ngọt này. Hồi nãy lấy phần này cho cá ăn nhé. Không, đây là Atomia luôn. Mình cứ nhỏ đều xung quanh cái chậu này thôi.